Xin chào các cụ mợ. Các món rau xào là một trong những cái món ăn mà trong mỗi gia đình rất hay làm. Chúng ta có thể thiên biến vạn hóa các loại rau xào theo mùa vụ. Và những cái món xào mà chúng ta gia đình chúng ta yêu thích, nhưng mà vào những cái lúc thời tiết nóng như mùa hè này thì chúng ta ưu tiên những cái món rau xào luôn luôn có thường trực trong các bữa ăn. Và ngày hôm nay kênh YouTube Cùng Cháu Vào Bếp hân hạnh giới thiệu đến các cụ mợ một món rau xào. Nhưng món này cháu nghĩ chắc rằng là cũng ít người làm chứ cũng không nhiều gia đình làm đâu ạ. Đó là món củ cải xào trứng. Để làm được món củ cải xào trứng thì nguyên liệu cũng rất là đơn giản thôi các cụ mợ ạ. Các cụ mợ có thể là chúng ta sử dụng mua cái củ cải này về là chúng ta mua khoảng độ 600g củ cải là xào được một đĩa rồi. Đấy, 600g củ cải và chúng ta sẽ cần một quả ớt sừng để cho vào xào cho nó đẹp, thái chỉ ra để xào cho cùng cho nó đẹp, cho nó có màu sắc thôi. Thật ra không cho vào cũng được các cụ mợ nhé. Chúng ta cần có 2 đến 3 quả trứng gà ta. Các cụ mợ dùng gà công nghiệp cũng được. Và chúng ta có cần có một nửa mớ thìa là và khoảng độ 20g hành hoa. Thế thôi ạ. Ngoài ra chúng ta cần có khoảng độ một thìa cáo canh hành khô băm nhỏ để chúng ta xào với củ cải. Củ cải xào trứng là một cái món ăn mà theo cháu nghĩ thì nó cũng rất là ngon và rất là đưa cơm. Và cũng nhiều người thích đấy ạ. Thay vì chúng ta thường dùng củ cải để chúng ta kho thịt, chúng ta luộc hoặc là chúng ta nấu canh, thì ngày hôm nay cái món củ cải xào trứng cũng là một cái lựa chọn hấp dẫn để cho các cụ mợ thay đổi thực đơn trong gia đình, để cho những cái món ăn nó không bị lặp đi lặp lại nhiều. Và cái món ăn này thì làm cũng rất là đơn giản thôi. Rồi, chúng ta sẽ gọt vỏ các cụ mợ nhé. Các cụ mợ rửa sạch cho cháu rồi gọt vỏ xong tí nữa chúng ta sẽ thái chân hương sau ạ. Cái củ cải này nó ngót cũng rất là nhanh các cụ mợ nhé, thế nên là các cụ mợ có thể là thêm làm 800g hoặc 1 cân cũng được. Làm đĩa xào to cả nhà cũng ăn cũng được. Nhưng mà cháu làm 600g là vừa một đĩa rồi. Và các cụ mợ lưu ý cho cháu là mua cái củ cải to như này này thì nó sẽ không hăng mấy, chứ còn củ cải các cụ mợ mua cái củ cải nhỏ ấy thì nó rất là hăng. Và cũng để giảm bớt hăng thì có nhiều cách làm. Giả dụ như chúng ta có thể là thái chân hương ra xong rồi chúng ta bóp với muối tinh, xong rồi chúng ta rửa sạch cũng được. Nhưng mà cháu ngày hôm nay cháu thái chân hương ra cháu không cần bóp muối tinh đâu ạ. Cháu cho một thìa cà phê muối vào trong nước trần. Cháu sẽ trần chín củ cải luôn để cho nó cũng bớt hăng nữa. Xong rồi vớt ra nước lạnh rồi để ráo nước rồi chúng ta sẽ xào. Đấy. Rồi, các cụ mợ ơi, sau khi củ cải chúng ta đã sơ chế sạch như thế này rồi nhá, chúng ta sẽ thái chân hương bằng cách là chúng ta sẽ thái lát chéo như này này các cụ mợ này. Các cụ mợ càng thái dài thì nó càng đẹp. Và các cụ mợ càng thái cái chiều dày cho cháu khoảng độ 0,3cm. 0,3cm dày cái phần củ cải này là vừa. Chắc các cụ mợ đừng có thay để dày quá thì nó sẽ không ngon đâu ạ. Đấy, cái thái chéo như này này. Để chúng ta cho cái sợi nó dài. Cụ mợ nào có cái bàn nạo sợi cũng nạo cũng được. Rồi chúng ta sẽ thái như này, xong các cụ mợ sẽ cho vào đĩa nhé, để tí nữa chúng ta sẽ trần. À, cũng có người mà người ta xào ấy, người ta cho một chút cà rốt thái chân hương như này này các cụ mợ này. Điểm vào cũng không sao đâu ạ, càng đẹp. Đấy. Như cháu nói, các cụ mợ có thể là bóp thái xong này bóp với muối nhá. Bóp với muối tinh, với một thìa cà phê muối tinh xong nó rửa sạch nó đi. Thì nó cũng hết hăng, hết bớt hăng đấy ạ. Còn cháu thì cháu không cần bóp như thế này, về cái củ cải này cháu thấy là mùa này nó cũng không hăng lắm đâu. Nên là chúng ta sẽ thái xong là chúng ta sẽ trần với cả nước muối thôi ạ. Xong là vớt ra nước lạnh. Hai củ này mình thái tưởng nhìn đầy lắm nhưng mà tí nữa nó tóp lại cũng chả còn được bao nhiêu đâu ạ.
Rồi các cụ mợ ơi, chúng ta thái xong củ cải rồi. Hành hoa thì chúng ta sẽ đập dập cái phần cuống, sau đó chúng ta cắt khoảng độ 2 cm như này. Để một góc đĩa. Tiếp đó là rau thì là các cụ mợ nhé. Rau thì là thì chúng ta sẽ dùng một nửa mớ thôi. Điểm vào đây thôi ạ, chứ không phải là xào nhiều đâu ạ. Điểm vào cho nó thơm thôi ạ, dậy mùi thôi. Nhưng quan trọng vẫn là mùi củ cải. Đấy. Chúng ta sẽ bỏ bớt cái cuộn già là đi một chút. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ thái 1 cm, thái rốn 1 cm như này. Để một góc đĩa. Ớt sừng thì chúng ta sẽ lấy khoảng độ 2 quả. 1 quả đến 2 quả. Nhưng mà cháu đây cháu thì lượng củ cải 600g mà. Cháu dùng 2 quả các cụ mợ nhé. Chúng ta lạc đôi bỏ ruột nó đi này. Bỏ hạt bỏ ruột đi để chúng ta thái chỉ. Rồi các cụ mợ ơi, chúng ta thái chỉ xong rồi nhá. Chúng ta sẽ để một góc đĩa này để chúng ta tiến hành xào. Bây giờ chúng ta sẽ đánh trứng để đánh tan nhá các cụ mợ nhá. Cụ mợ nào thích ăn nhiều trứng thì chúng ta dùng khoảng độ 3 quả. Cụ mợ nào ít trứng thì 2 quả thôi nhá các cụ mợ nhá. Thế thôi ạ. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ đánh trứng nhá. Ngày hôm nay cháu xào cho nhiều trứng lên một tí. Tại vì là củ cải màu trắng, hành màu xanh. Ôi giời. Hành màu xanh rồi là có ớt màu đỏ, rồi chúng ta thêm nhiều trứng lên cho nó có màu vàng nữa, cho cái đĩa xào chúng ta nó đẹp. Ở đây cháu dùng 3 quả nha các cụ mợ nha. Trứng cũng là một cái loại thực phẩm mà cung cấp loại một lượng protein cho chúng ta mà. Thế nên là chúng ta trà xào vừa rau vừa chất xơ vừa vitamin vừa có cả protein luôn. Các món xào thường như vậy. Tại vì là có người thì xào với tôm, có người thì xào với gà, có người xào với thịt thăn, có người xào với bò vân vân. Và xào với trứng này cũng không là một ngoại lệ. Đấy, chúng ta sẽ đánh tan trứng đều như này. Rồi các cụ mợ ơi, để cho đĩa xào của chúng ta nó chín nhanh nhé. Và cho nó bớt hăng cái củ cải đi, chúng ta sẽ trần nhé. Ở đây cháu sẽ cho một thìa canh muối tinh vào đây. Đấy. Để làm giảm cái lượng, cái độ hăng của củ cải đi ạ. Đấy. Rồi. Rồi chúng ta sẽ cho củ cải vào đây, chúng ta trần chín các cụ mợ nhé. Cho nó giảm cái hăng của nó đi. Đấy. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ nước trần củ cải của chúng ta sôi rồi nhá. Ta tắt bếp đi ạ. Và vớt ngay củ cải ra nước lạnh nhá. Đấy. Chúng ta sẽ vớt ra nước lạnh luôn. Đấy. Xong rồi để cho nó nguội cái bắt đầu đổ ra cho nó ráo luôn. Ôi, rơi rồi ạ. Các cụ mợ nhớ cho cháu ít đá vào trong cái nước vớt ra nhá. Để cho củ cải này nó nguội nhanh, nó nguội đột ngột thì nó sẽ giòn. Đấy. Rồi. Đây các cụ mợ ơi, sau khi mà trần xong rồi, 600g củ cải được còn một rúm như này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào các cụ mợ nhá. Đấy. Xào thì cũng đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ làm nóng chảo lên. Đấy, chúng ta sẽ làm nóng chảo lên và cho vào đây 3 thìa canh dầu ăn. Đấy, 3 thìa canh dầu ăn. Các cụ mợ láng chảo vào cháu. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ cho 1 thìa canh hành khô và phi thơm. Hành khô băm ấy. Ta và phi ra thật vàng đấy các cụ mợ nhé. Khi hành thiệt vàng thì chúng ta sẽ cho củ cải vào xào và chúng ta sẽ nêm gia vị vào lúc đấy luôn ạ.
Trứng thì chúng ta không cho một cái gì vào trong đó, trong trứng đâu nhá các cụ mợ nhá. Chúng ta chỉ nêm gia vị vào trong củ cải cho nó ngấm thôi ạ. Cái món củ cải xào trứng này đầu tiên cháu ăn cháu thấy lạ lắm. Ngày mà mẹ cháu con bé, mẹ cháu làm, mẹ cháu cho thiền là, và cháu cứ nghĩ là ngày xưa là chỉ có nghĩ trong đầu là đóng khung trong đầu là chỉ cá hoặc là các loại mà ấy thì mới cho thìa là thôi. Không ngờ là cái củ cải xào trứng này mẹ cháu cũng cho thìa là vào ăn tự nhiên thế. Hay hay, thích thích. Hay là ngày xưa nó còn có cái cải thìa hay còn gọi là cái cải trắng ấy ạ. Cái rau cải trắng ấy mà cái nó gần như là lá cải cải chip bây giờ, nhưng mà cái thân của nó là thân màu trắng và nó to xòe xòe ra như cái thìa, nên các cụ hay gọi là cải thìa hoặc cải trắng ấy. Thì xào cái đấy mẹ cháu cũng hay cho thìa là vào, rất là ngon. Đấy. Rồi hành vàng rồi các cụ mợ nhá, cháu sẽ cho củ cải vào luôn đây này. Đấy. Và các cụ mợ để cho nó ráo nước cho cháu một chút nhá. Để chúng ta xào cho nó ấy. Xào to lửa các cụ mợ nhá. Và chúng ta sẽ xào to lửa cái củ cải này lên. Đấy, hành thơm và củ cải nó cũng rất là thơm đấy ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nêm vào gia vị vào đây nhé các cụ mợ nha. Với lượng củ cải như này cháu sẽ nêm một thìa canh, à một thìa cà phê, bột canh hay còn gọi là gia vị gì đấy ạ. Các cụ mợ dùng muối tinh cũng được nhá. Một thìa cà phê hạt nêm, phải đều. Một thìa cà phê mì chính cũng phải đều ạ. Cái này thì thường không cho hạt tiêu đâu các cụ mợ nhé. Tại sao ạ? Cho hạt tiêu vào nó đen đen nên là mọi người bảo xấu, nên là thôi không cho hạt tiêu vào. Cụ nào thích thì ăn, thì tí nữa rắc lên trên thôi. Đấy, bây giờ nếm thử xem là cái vị nó vừa chưa. Chưa vừa lắm, chưa thơm lắm ạ. Các cụ mợ nhớ là xào to lửa cho cháu nhé. Ta sẽ cho 2 thìa cà phê nước mắm vào đây cho nó thơm. Đấy, 2 thìa cà phê nước mắm. Thế thôi ạ. Chúng ta đảo thêm cho củ cải nó ngấm đều ạ. Rồi các cụ mợ nhớ là xào to lửa cho cháu nhé. Lúc này chúng ta sẽ cho ớt thái chỉ, đấy, nhìn bầu cho nó đẹp. Đảo đều lên, đấy. Đấy các cụ mợ nhìn cho ớt vào cái nó bắt mắt chưa? Màu khác luôn ạ, đấy. Rồi, tiết mục quan trọng đây, bây giờ chúng ta sẽ đổ trứng vào đều. Dần vào cái chảo củ cải, đấy, đổ hết. Và vẫn phải xào to lửa các cụ mợ nhá. Đấy các cụ mợ thấy chưa, trứng nó đang quyện dần với củ cải đây này, đỏ vàng này, trắng này, đấy, rất là đẹp mắt, bắt mắt. Cái này chúng ta phải xào khô lên nhé các cụ mợ nhé, xào càng khô càng ngon, ăn cái trứng nó cũng không bị tanh nữa cơ. Đấy, đây nó đang khô là nó đang sát dần chảo đây này, đấy, nó còn nước là không được đâu ạ, chúng ta sẽ phải càng xào khô nó lên. Đấy, thì nó sẽ rất là ngon. Khi nào mà phải khô săn chảo vào, củ cải bắt đầu săn săn dần vào thì bắt đầu chúng ta cho hành và cho thìa là vào là nhắc ra luôn. Chứ còn mà cái đĩa này mà vẫn còn nước là không được. Thấy ngon lắm rồi. Nhưng mà chưa được. Rất là vừa. Nếu cụ mợ nào có cái bếp ga công nghiệp ấy, chúng ta cho lên khò rất là nhanh, củ cải nó nhanh săn, nhanh khô lắm. Chứ còn cái bếp này của cháu thì phải chờ một chút nữa.
cho tất cả các nguyên liệu bắt đầu nó khô dần thì bắt đầu là chúng ta sẽ cho hành thìa là vào để nhắc ra. Cụ mỡ ơi, sau khi mà xào khô như này rồi này, đấy, thì chúng ta sẽ cho hành với thìa là vào, xong tắt bếp luôn đấy các cụ mỡ nhá. Đấy, cho ít hành thìa là vào. Đấy, thìa là cho vào điểm để lấy mùi cho các cụ mỡ, xong rồi chúng ta sẽ tắt bếp luôn. Ừ, vì nó chín cũng nhanh mà. Đấy, các cụ mỡ thấy đẹp không? Xanh đỏ tím vàng rất là hấp dẫn. Ừ, bây giờ chúng ta sẽ múc luôn ra đĩa. Đấy, rồi. Và cái món củ cải xào trứng của cháu đã hoàn thành rồi đấy các cụ mỡ. Yêu cầu thứ nhất là cái củ cải nó phải chín, nó ráo nước. Thứ hai nữa là các nguyên liệu nó phân bố hài hòa. Thứ ba nữa nó thơm đặc trưng của cái mùi rau thìa là, mùi củ cải và mùi trứng. Đấy, vị thì vừa ăn. Để chế biến cái món ăn này nó không khó, nó không có nhiều công đoạn, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái món xào mà chúng ta cung cấp được các cái chất xơ, các vitamin, thậm chí cả protein cho cơ thể thông qua món ăn. Mà nhất là món xào là một cái món quan trọng trong các bữa cơm gia đình mà các cụ mợ luôn luôn thay đổi và luôn luôn làm mới cái thực đơn của gia đình mình. Hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ thích món này. Các cụ mợ, nếu mà các cụ mợ làm món ăn mới thì các cụ mợ có thể chụp ảnh rồi các cụ mợ gửi vào cái group Nhà Cháu Yêu Bếp, hoặc là các cụ mợ gửi vào trong cái fanpage Cùng Cháu Vào Bếp cho mọi người cùng tham khảo thì thôi ạ. Cùng đánh giá, cùng thưởng thức cái tay nghề của các cụ mợ. Nhà Cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.